Vừa qua, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm Sofia Yablonska, Hành trình xuyên thế kỷ, nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine. Triển lãm giới thiệu 55 tư liệu, hình ảnh được chụp và chia sẻ qua lăng kính của Sofia Yablonska, nữ nhà văn, nhiếp ảnh gia và quay phim chuyên về đề tài du lịch người Ukraine. Từ năm 1927, khi mới tròn 20 tuổi, Sofia đã rời quê hương sang Paris, Pháp, học diễn xuất và bắt đầu hành trình nghiên cứu của mình khắp thế giới. Bà đến Maroc, Ai Cập, Australia, New Zealand, Hoa Kỳ, Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan. Ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự, hào hứng khi được giới thiệu triển lãm đầy ý nghĩa đối với chúng tôi. Một người phụ nữ Ukraine đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi nghĩ đây không chỉ là một di sản của Ukraine mà còn là di sản của Việt Nam. Sofia Yablonska sinh năm 1907 tại làng Hermani, nay là Taraska, gần Lviv, trong gia đình linh mục Công giáo Hy Lạp Ivan Yablonsky. Năm 1931 đến năm 1934, trong thời gian ở Pháp, Sofia Yablonska ký hợp đồng với một công ty ở Paris, chuyên sản xuất phim tài liệu ngắn và bắt đầu chuyến đi mơ ước vòng quanh thế giới từ Pháp đến New York qua châu Phi và châu Á. Trong đó, Việt Nam giữ một vị trí quan trọng trong những chuyến đi, cuộc đời và trái tim của Sofia Yablonska, trở thành nơi bà trở về sau những chuyến du lịch ngắn. Bà thích dành thời gian ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, hòa mình vào văn hóa và phong tục địa phương. Chính tại Việt Nam, bà đã sinh con trai thứ hai và xây dựng cuộc sống cùng gia đình trong khung cảnh yên bình của Đà Lạt và Bà Nà suốt 11 năm. Trong các chuyến đi xuyên Việt, Sofia đã ghi chép lại thành các tư liệu, đồng thời viết nhiều bài báo và đặc biệt là chụp rất nhiều ảnh. Những bức ảnh mà bà chụp từ gần một thế kỷ trước đã được cháu của bà là Natalie, người có cha sinh ra ở Việt Nam, bảo tồn và giới thiệu đến công chúng Việt Nam tại triển lãm Sofia Yablonska, Hành trình xuyên thế kỷ. Tôi cũng thấy rằng đây là một cái triển lãm cũng khá là thú vị. Nó nói về có những bức ảnh về Việt Nam từ những năm 30-40 của tác giả Sofia Yablonska. Thì chúng tôi cũng thấy là đây là một trong những cái bức ảnh mà qua cái hành trình của chị sống ở Việt Nam mà chị đã có những cảm xúc và chị đã ghi lại những hình ảnh đấy, và đây là cho chúng ta một cảm giác về một cái thời gian mà đất nước Việt Nam rất là xinh đẹp và rất là quyến rũ. Thông qua triển lãm, công chúng đến với một hành trình ngược dòng quá khứ, tìm hiểu về những khoảnh khắc cuộc sống, phong cảnh và con người Việt Nam trong giai đoạn từ 1930 đến 1940. Những bức ảnh dẫn dắt công chúng theo chân Sofia Yablonska trong hành trình khám phá vùng đất Việt Nam, nơi bà và gia đình đã dành tình cảm sâu sắc trong thời gian sinh sống. Chị rất là yêu quý đất nước và con người Ukraine. Đó là một đất nước rất là đẹp, người dân thì rất là mến khách, rất là hiền hòa. Và văn hóa Ukraine rất là nổi tiếng trên thế giới và cũng ảnh hưởng rất nhiều đến người Việt Nam, đến tri thức của Việt Nam. Cái triển lãm này cũng là đó là cái sự khám phá đối với chị. Có những cái bức ảnh, những cái thước phim mà về cái vùng châu Á, Đông Nam Á và trong đó có Việt Nam, chúng ta chứng tỏ là cái gốc rễ mối quan hệ giữa hai nước chúng ta có rất là lâu. Bên cạnh những bức hình đen trắng, triển lãm Sofia Yablonska, Hành trình xuyên thế kỷ còn khám phá chiều sâu cảm xúc của tác giả Sofia Yablonska với cảnh vật và con người Việt Nam qua những dòng chia sẻ trích từ cuốn nhật ký Phương trời xa xôi được bà ghi lại trong thời gian trải nghiệm nơi đây. Triển lãm cũng là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa được bà Irina Gaman, phu nhân đại sứ Ukraine tại Việt Nam, vô cùng tâm huyết. Với bà, ngoại giao văn hóa được coi như quyền lực mềm trong bối cảnh hội nhập hiện nay, giúp cho không chỉ Việt Nam, Ukraine mà còn nhiều quốc gia khác thúc đẩy những mối quan hệ tốt đẹp trên mọi khía cạnh.
Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Station Việt Nam, Trạm Việt Nam. Chương trình được phát sóng trên kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và ngồi ngay bên cạnh tôi đây là bà Irina Gamen, phu nhân đại sứ Ukraine tại Việt Nam. Cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin chào. Vâng, được biết bà là một người rất yêu nghệ thuật và vừa rồi bà có tổ chức buổi triển lãm mang tên là Sofia Zalonska, hành trình xuyên thế kỷ. Thế thì từ đâu mà bà có ý tưởng tổ chức buổi triển lãm như thế ạ? Tôi biết đến Sofia Zalonska cũng mới đây thôi, nhưng là trước khi sang Việt Nam. Từ đó tôi bắt đầu quan tâm đến tiểu sử của phụ nữ Ukraine dũng cảm này. Và khi tôi đọc kỹ về Sofia, thì tôi nhận ra rằng cuộc sống của bà ấy từng rất gắn bó với Việt Nam. Tôi nảy ra ý tưởng rằng bà ấy phải quay trở lại Việt Nam. Bà ấy từng du lịch xuyên Việt, dành thời gian sống ở Việt Nam khá lâu, vậy nên bà ấy phải trở lại Việt Nam một lần nữa. Sofia đã rất yêu mến Việt Nam. Được biết, Sofia Zalonska là một nữ nhà văn, một nhiếp ảnh gia và cũng là một quay phim chuyên về đề tài du lịch. Vậy thì bà có thể chia sẻ nhiều hơn về Sofia Zalonska được không ạ? Bà ấy từng là một phụ nữ vô cùng dũng cảm, can đảm vượt qua giới hạn thời ấy, thời mà chỉ có đàn ông mới có thể đi du lịch. Mặc dù là phụ nữ, nhưng bà ấy rất cá tính, quyết định một mình tiến đến hành trình vòng quanh thế giới rất dài, một hành trình của cả cuộc đời. Bên cạnh đó, bà cũng là nhà văn. Mỗi chuyến đi của bà được ghi lại thành cuốn nhật ký. Sau này, bà biên soạn và xuất bản thành 4 cuốn sách, trong đó có một cuốn với tên Phương Trời Xa Xôi, được viết về Việt Nam. Sofia Zalonska đã thực hiện hành trình vòng quanh thế giới vào đầu những năm 1930. Bà bắt đầu hành trình tại châu Phi, châu Á, Úc và điểm cuối là Mỹ. Có thể nói Sofia có địa chỉ thường trú tại Việt Nam. Nói vậy vì bà ấy đi du lịch đến các nước Đông Nam Á và luôn quay trở lại Việt Nam sau mỗi chuyến đi, vừa du lịch vừa chụp ảnh. Sofia luôn có cách chụp riêng của mình. Đặc biệt, bà thích chụp vẻ đẹp phong cảnh, con người, cuộc sống hàng ngày và kiến trúc Việt Nam. Trong thời gian sống ở Việt Nam, bà hòa nhập với người bản địa, làm quen với những người bạn mới, có nhịp sống và thói quen như người dân ở đó. Bà có hai ngôi nhà và sinh con trai thứ hai tại Việt Nam. Những bức ảnh của Sofia giờ đây không chỉ là di sản của Sofia, của Ukraine, mà còn là của Việt Nam. Dạ, trong buổi triển lãm ngày hôm đó thì tôi có thấy là trưng bày rất nhiều những cái hình ảnh về người phụ nữ Việt Nam thời điểm bấy giờ. Thế thì bà cảm nhận như thế nào về người phụ nữ Việt Nam thông qua những cái bức ảnh đấy ạ? Trong cuốn sách Phương Trời Xa Xôi, bà đã mô tả gương mặt của phụ nữ Việt tựa như những bông hoa nhiệt đới huyền bí. Còn nữa, khi Sofia thấy phụ nữ Việt với những chiếc đòn gánh trên vai đang mang đồ đi bán ngoài chợ, bà thấy dáng đi của những người phụ nữ đó như một điệu nhảy. Khi nhìn những bức ảnh của Sofia, thì tôi thấy nhiều cảm xúc, tính yêu thương, dịu dàng, một chút bâng khuâng. Tôi cảm nhận phụ nữ Việt Nam rất giống phụ nữ Ukraine, đều có những gương mặt cởi mở, ánh mắt sâu sắc, có vẻ đẹp bên trong cũng như bên ngoài, với những trang phục truyền thống đặc sắc. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng phụ nữ Ukraine và Việt Nam không khác nhau đâu. Chúng ta đều quan tâm yêu thương gia đình mình, chăm lo cho con cái. Mặc dù chúng ta cách xa nhau, nhưng chúng ta rất giống nhau, đều rất xinh đẹp, chăm chỉ và thích may vá, thêu thùa, một nét văn hóa tương đồng giữa hai nền văn hóa của chúng ta. Vâng, vậy thì qua buổi triển lãm ngày hôm đó thì bà mong muốn truyền tải thông điệp gì ạ? Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới là mối quan hệ giữa hai nước chúng ta có lịch sử lâu dài hơn là 32 năm trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Là một người yêu chuộng hòa bình, yêu những danh lam thắng cảnh của mỗi vùng đất đặt chân đến, bà Irina luôn có mong muốn được tìm hiểu, khám phá nhiều hơn về Việt Nam.
Lần đầu tiên đặt chân đến khu du lịch sinh thái Thung Nham tại Ninh Bình, bà ấn tượng bởi vẻ đẹp nên thơ, mộng mơ của nơi được mệnh danh là ốc đảo thu nhỏ của vùng cố đô Hoa Lư. Hơn ai hết, bà cảm thấy trân trọng những khoảnh khắc bình yên trong bầu không khí mát lành, trong trẻo của vùng đất được thiên nhiên ưu đãi này. Tại đây, bà cùng đại sứ Ukraine ở Việt Nam cũng như toàn bộ các nhân viên đại sứ quán đã được đến thăm vườn chim, nơi cư ngụ của khoảng 40 loài chim với số lượng khoảng 50.000 con. Trong đó có số lượng không nhỏ các loài chim quý như phượng hoàng, hồng hạc. Nhiều cảm xúc đã được khơi gợi để rồi lắng đọng trong mỗi vị khách đến với không gian đặc biệt này. Đây là lần thứ 3 chúng tôi đến với Ninh Bình và mỗi lần thì đều có ấn tượng khác nhau. Mỗi lần đến đây chúng tôi đều cảm nhận được sự yên bình trong cả thể chất lẫn tinh thần. Mỗi lần đến đây vào một thời điểm khác nhau nên chúng tôi cũng có những trải nghiệm vô cùng đa dạng. Vùng đất này dường như có nguồn sống đang căng tràn trong từng cành cây ngọn cỏ nơi đây. Vâng, thưa bà, theo bà thì nghệ thuật đóng vai trò như thế nào trong ngoại giao văn hóa giữa hai quốc gia Ukraine và Việt Nam? Bên cạnh an ninh và kinh tế thì văn hóa chính là trụ cột thứ ba đối với mỗi quốc gia. Ngoại giao văn hóa là một quyền lực mềm nhưng rất hiệu quả, một công cụ giao tiếp giữa các quốc gia. Thông qua công cụ này, chúng tôi tạo dựng bức tranh Ukraine tại Việt Nam. Nghệ thuật, ẩm thực như hoạt động hôm nay của chúng tôi, thời trang, những ngành nghề thủ công truyền thống đều là một phần của ngoại giao văn hóa. Vâng, sinh sống và làm việc tại Việt Nam 2 năm rồi. Thế thì đối với con người Việt Nam, bà cảm thấy yêu mến nhất là điều gì ạ? Chúng tôi đã có dịp khám phá miền Bắc rồi miền Trung Việt Nam và một phần miền Nam. Mỗi nơi đều rất đa dạng, rất ấn tượng. Chúng tôi rất thích vùng núi Sapa và những khu rừng Kon Tum, rồi sông Mekong cũng như Vịnh Hạ Long và ruộng bậc thang theo mùa. Thật sự Việt Nam rất đa sắc và vô cùng đẹp. Tôi thích ẩm thực, thiên nhiên, kiến trúc, nhưng trên hết tôi rất thích con người Việt Nam, cởi mở, thân thiện, chăm chỉ. Tôi nghĩ chúng tôi sống bằng trái tim cũng như người Việt. Vâng, trong thời gian sắp tới thì bà cũng như đại sứ quán có tổ chức những cái buổi giao lưu văn hóa để giới thiệu về văn hóa của Ukraine đến với người Việt Nam không ạ? Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các sự kiện văn hóa, tham gia các festival được tổ chức ở Việt Nam. Kế hoạch mới thì chúng tôi mong muốn giới thiệu nghệ thuật hiện đại với công chúng Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy những sự kiện kết hợp hai văn hóa rất được mọi người đón nhận nhiệt tình và cũng có ý nghĩa hơn các dự án khi đơn thuần giới thiệu văn hóa của đất nước mình với bạn bè Việt Nam. Vâng, cảm ơn bà về những chia sẻ hết sức thú vị của ngày hôm nay. Chúc cho bà cũng như toàn thể đại sứ quán sức khỏe và mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, thời lượng chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.